Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, tại Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam ở thành phố Bà Rịa, 63 thí sinh trên khắp cả nước lọt vào vòng chung kết đợt tuyển sinh khóa 2 vào Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam đã chính thức bước vào các bài kiểm tra. Và sau 2 ngày thi tuyển thì ban tuyển sinh học viện đã công bố có 36 thí sinh trúng tuyển. Tại vòng chung kết tuyển sinh khóa 2, 63 thí sinh phải trải qua nhiều bài kiểm tra khả năng chơi bóng nâng cao dành riêng cho cầu thủ, thủ môn theo giáo án từ câu lạc bộ Juventus của Ý. Các huấn luyện viên được câu lạc bộ Juventus chỉ định tuyển chọn đều từng là các danh thủ huấn luyện viên nổi tiếng như Trần Công Minh, Đinh Hồng Vinh, Châu Trí Cường. Kết thúc đợt tuyển sinh, Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam lựa chọn 36 thí sinh trúng tuyển. Các thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe vào ngày 28 tháng 7 và chính thức ký hợp đồng sau khi vượt qua việc kiểm tra sức khỏe vào ngày 29 tháng 7. Với sự thành công của đợt tuyển sinh khóa 2 năm 2020, Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp sức nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá cho nhiều em nhỏ, qua đó đóng góp vào sự thành công chung của nền bóng đá Việt Nam.